khi gặp á thì thiệt cực lạ thiệt, cao to ngay chững chạc đẹp trai. Anh chàng này ở Việt Nam cũng mười mấy năm rồi nên cũng quen ăn món Việt. Có hai cái loại là mà không thể ăn là đó là sầu riêng và mắm tôm. Vô phòng lén lén nhìn cháu ngoại coi sao. Cái sữa nó lại là nó la là mẹ đừng có đụng vô. Nhiều khi cũng buồn không cô? Hơi buồn mà thôi, mình nghĩ đó là chuyện của tụi nó mà. Cháu mình con nó, con nó nó còn nóng ruột hơn mình. Có nhiều thứ mà em sẵn sàng để mà nhường văn hóa Việt Nam, nhưng mà có một số thứ là em không có nhường, bởi vì đó là cái nguyên tắc và đây là con của em. Cho nên là ba mẹ muốn gặp cháu thì phải theo luật của nhà của con. Xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ, tôi giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Kim Cúc. Quê ở Châu Đốc, An Giang. Nhưng hiện sống thì tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cô có mấy người con? Dạ, có hai người con gái thôi. Hai con gái hả? Dạ. Vậy thì cái này không phải là mẹ chồng nàng dâu, cái này là mẹ vợ con rể. Chàng rể. Dạ, dạ. Dạ, đây là con rể của tôi. À, chứ không phải nàng dâu hả? Đúng rồi, không phải nàng dâu. Dạ, xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Mình là Aaron. Dạ. Toronto. Dạ. Thì mình cũng có làm việc trong ngành giải trí ở Việt Nam cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Thì đã lấy một con gái yêu quý của mẹ thì đã 5 năm rồi. Dạ. Lấy một con gái của mẹ. Anh là người ở nước nào? Mỹ. Dạ. Người Mỹ. Dạ, dạ. Lấy vợ người Việt 5 năm rồi. Có mấy cái con rồi? Là hai đứa. Hai đứa luôn trời. Hai đứa. Một đứa trai gái luôn anh. Một đứa 2 tuổi rưỡi, một đứa 4 tháng. Ủa, anh người Việt hay người Mỹ vậy? Anh cả hai luôn. Mỹ Mỹ Tho. Cái ngày đầu tiên mà con gặp con gái ruột mình đưa chàng rể người nước ngoài về thì cô cảm nhận thế nào? Cũng hơi hồi hộp. Để nghe con gái gì giới thiệu trước. Dạ. Nên con sẽ dẫn người bạn trai của con về ra mắt gia đình. Dạ. Mà Nguyên có nói trước là con người Tây không? Có nói là người Tây. Nên mẹ mới hồi hộp. Hồi hộp chi đâu có gì đâu. Hồi hộp là hồi hộp gì cô? Hồi hộp lo không biết cái chàng rể này nước ngoài thế nào. Dạ. Khi gặp á thì thiệt cực lạ thiệt, cao to, ngay chững chạc, đẹp trai. Khi gặp á, thấy quen quen. Thì ra đây là anh chàng này có đóng diễn viên, đóng trong phim Chuyện Tình Đảo Ngọc mà tôi xem á. Của Lê Bảo Trung á hả? Đúng rồi. Mà lúc đó ốm, bây giờ... Mọc rồi. Nhưng mà cô ơi, con gái mình quen mấy cái anh chàng ở trong nghệ thuật á, cô có sợ không cô? Cũng sợ cái chứ. Vấn đề là con gái của cô cũng ở trong nghệ thuật mà. Vậy hả? Nhưng mà anh ơi, cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh có ấn tượng điều gì không? Thì thấy mẹ vợ rất là hiền. Dạ. Rất là dễ thương. Nhưng mà lần đầu tiên tới nhà của Uyên thì thấy mọi người cũng rất là đơ. Rất là gì? Đơ. Đơ hả? Đúng rồi. Ủa sao đơ vậy? Đơ là sao? Đơ là như thế này. Đơ đó. Nhìn thấy anh nghĩ là vậy đó. Đơ. Hồi nãy anh ra Quỳ Linh cũng đơ á. Bắt đầu vô làm để có mắc cỡ có gì không? Không, bởi vì cái vấn đề là em học tiếng Việt thì cũng hai mấy năm rồi. Và tới lúc đó thì cũng 15-16 năm rồi. Cho nên là em đã rất là quen với cái việc tiếp xúc với gia đình Việt Nam. Cho nên em không có thấy gì lạ. Nhưng mà cái quan trọng cái văn hóa về ẩm thực á, trong gia đình mình nó có hợp với anh chàng này không? Anh chàng này có hợp với mình gì không? Bởi vì anh chàng này ở Việt Nam cũng mười mấy năm rồi nên cũng quen ăn món Việt đó. Ở nhà nấu món gì thì ăn cũng được. Biết ăn mắm không? Nhưng mà có hai chuyện đây. Có hai cái loại là mà không thể ăn là đó là sầu riêng và mắm tôm. Trời ơi, thơm quá trời luôn mà anh ăn không được hả? Thơm được không? Ở nhà mà hai mẹ con mà ăn đó phải giấu dữ lắm. Ủa giấu rồi ăn thử chưa? Ăn cơn nhanh cái mùi là chốt. Mắm tôm thì cũng gọi là hên xui, lâu lâu có thể ăn được một lần. Dạ. Nhưng mà sầu riêng thì thôi. Sầu riêng thơm chứ sao thôi được. Thôi. Thơm lắm á. Vậy thì giữa anh và mẹ vợ anh á, có điểm gì giống nhau không? Sợ không có. có gì nè. Có gì điểm chung nào cũng, không mẹ? Cũng có thích giải trí đó. Dạ. Cũng thích ca hát. Dạ. Có khi nào hai mẹ con mình song ca với nhau chưa?
Ở sông ca thì cũng có, nhưng mà có mở karaoke thì mẹ người hát một bài. Còn mẹ hát bài, con hát bài. Dạ. Tức là đam mê hát chung một sở thích hát karaoke. Dạ, thích karaoke. Giống nhau, hợp nhau gì nữa không cô? Với cô sở thích gì biết không? Đánh bài Tây, đánh bài Mỹ đó, cũng là con dạy mẹ về đánh bài. À, có một lần dạy... Rồi, để dạy mẹ vợ quýnh bài. Bài, đủ mẹ đánh bài. Lúc đó thì chưa có con nhỏ ra thảnh thơi buổi tối. Hai chồng rủ mẹ mẹ qua đánh bài con. Quýnh rồi dám ăn mẹ vợ không? Mấy lần thua không á? Cái vấn đề là thua tiếng Lanh nhiều quá, đậm quá thì thấy thôi thì... cho mình một cơ hội để mà thắng một lần, cho nên dạy mọi người cái bài Tây, lúc đó thắng được. Thắng được. À, đánh bài Việt là thua phải không cô? Dạ, đánh Việt là thua. Đánh bài dụ mọi người chơi bài Tây. Hồn ghê luôn. Dạy bài Tây để thắng. Hai mẹ con có những cái gì mà bất đồng với nhau không? Nó không hợp với nhau không? Cũng có. Để tôi cũng hay có tật, cũng hay quên. Dạ. Đánh trí á. Mẹ nói thôi nha, không có để trong bụng nha. Không được giận mẹ nghe. Không có giận. Này có cái thú vui về thể thao á. Dạ. Đi chơi ném đĩa. Dạ. Ban đêm. À. Về cái mồ hôi lắm. Mồ hôi cái đồ quần áo á, để trong nhà tắm. Dạ. Hôi chưa kịp dạ. Con gái cần nhận hoặc anh không được, để trong nhà tắm, để ngoài đi. Rồi qua làm sao mình xả nước xong mình giặt. Dạ. Cái bỏ quên luôn ngoài hôm ba hai ba ngày. Hôi quá, tôi quét dọn tôi phải đi bịt mũi lại gấp đồ đi xả giặt. Đó, rồi cằn nhằn vài ba lần á, con cố gắng nhớ. Hơi trắng trí chuyện đó thôi. Với mẹ con thì sống cũng hòa đồng, vui vẻ. Sở thích thì không có điểm chung, ví dụ là nhạc thì nó sẽ khác rồi. Còn đồ ăn thì nó cũng khác rồi. Rồi suy nghĩ về đời sống thì nó cũng khác rồi. Nhưng mà mặc dù thế thì cái tính tình thì có thể là hợp nhau. Như trong suốt lúc sống với nhau nó có cái mâu thuẫn gì giữa mẹ con? Có không mẹ? Không có mâu thuẫn. Mà có vợ chồng nó có mâu thuẫn. Thì tôi đã đứng ra phân giải với khuyên can giùm vợ chồng con đó. Đến lúc có giận hờn thì mẹ có khuyên can giữa hai bên. Nếu mà gây lộn với vợ, gây lộn bằng tiếng Mỹ hay tiếng Tây Việt? À, tiếng Việt chứ. Vợ đâu có nói tiếng nhiều đâu. Tiếng Anh cũng... không có giỏi lắm. Dạ. Tưởng đâu nếu mà biết tiếng Tây luôn thì hai chồng gây lộn bằng tiếng Tây thì mẹ không có biết gì. Nhưng mà có khi nào mà mẹ anh làm anh giận chưa? Không có luôn. Có lẽ là có nhiều mâu thuẫn hơn giữa mẹ với lại Uyên. Dạ. Bởi vì hồi xưa Uyên là người mà bỏ trốn nhà để có thể học ở trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Yeah. Vì Uyên là cũng là diễn viên. À. Thì có nghĩa là Uyên là một người mà rất là chính kiến. Có khi là mình có thể hình dung được là trong gia đình là cũng có những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn. Từ khi mà em vô thì có nghĩa là cái mối quan hệ nó thay đổi một phần nào. Em là người gọi là trung lập. Yeah. Em cũng có thể làm cái cầu nối giữa Uyên với lại gia đình một kiểu gì đó. Bởi vì em chưa có, tiếng Anh nó gọi là chưa có lịch sử, chưa có mâu thuẫn với gia đình. Cho nên là sẽ không có những cái cảm giác tiêu cực đó. Yeah. Thì từ lúc mà em vô thì không biết là mẹ thấy vậy không, nhưng mà đã có một cái cầu nối giữa con gái và lại gia đình. Hay quá, nhà con rể làm cầu nối với mẹ ruột với con ruột ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua chuyện chăm con cái đi. Ta nói Tây chăm con không bằng người Việt đó, đúng không cô? Trước khi sinh con, hai vợ chồng đi một khoa, cũng học một khóa đi chăm con. À. Mà theo cái phương pháp cơ chăm con bây giờ đó, nó khác là người Việt mình. Ừ. Hồi xưa là lúc sinh là phải nằm than hơ, xông hơ. Còn bây giờ lại không có xông hơ nữa. Trước khi mà về có nói mẹ con làm sao mẹ đừng có nói nha, để tự do cho con. Thì tôi cũng nghĩ tụi nó bây giờ đã lớn rồi, có đầy đủ kiến thức thì thôi con cứ chăm theo ý của con. Nói chung đây là một cái vấn đề gây rất nhiều mâu thuẫn với những cái cặp vợ chồng có người Tây khác á. Dạ. Là vì nhiều khi là ba mẹ Việt Nam thì rất là có nhiều ý kiến về cách chăm cháu, mà trong khi đó là phương Tây là đó là chuyện của ba mẹ có trách nhiệm đối với con chứ không phải là ông bà. Chắc là mẹ biết là Uyên là một người rất là chính kiến và rất là cứng đầu. Cho nên là biết là đó là một cái trận chiến không có thắng được, cho nên là cứ nhường thôi, đúng không mẹ? Nên mẹ miễn bàn, hai vợ chồng muốn làm gì thoải mái. Nói là thỉnh thoảng quên đó. Quên vô phòng lén lén nhìn cháu ngoại coi sao. Cái sửa nó lại là nó la rồi, mẹ đừng có đụng vô. Nhiều khi cũng buồn không cô? Hơi buồn mà thôi, mình nghĩ
đó là chuyện của tụi nó mà. Cháu của mình nhưng mà con nó, con nó nó còn nóng ruột hơn mình. Nhiều bà mẹ là không chịu đâu. Đúng rồi, khó buồn lắm mà bỏ. Bởi vì cháu tôi cứ mẹ đừng có đụng vô, để nó con. Ủa mắc mớ gì, xưa tao nuôi mày được mà. Tao đụng mày được mà sao giờ mày không cho tao đụng cháu tao, không cho tao nuôi cháu tao. Nhiều bà là rất là buồn, nhiều khi khóc một mình luôn á. Dạ. Cô thấy cái cách chăm con của người phương Tây nói như thế nào cô? Cũng cũng tốt. Dạ. Như cháu ngoại tôi giờ gần 3 tuổi thôi, vẫn khỏe mạnh tốt. Dạ. Rồi cái cho ăn cũng vậy. Tự nó tự mới 1 tuổi là tự nó ăn rồi, mình không có đút nữa nha. Phải ngồi cái bàn ăn riêng. Trước khi ăn lau tay chùi tay, rồi để thức ăn trên bàn tự nó bọc ăn. Nhưng mà cực những ngày đầu nó ăn mà nó chay tùm lum đầu cổ chứ. Rồi mình phải ăn xong mình thu dọn. Nhưng mà từ sau này nó sẽ rất là gọn ghẽ, là ăn như người lớn. Rất là khỏe. Để từ trẻ tự hoạt động tự lập, tự lập. Chịu khó lúc đầu. Đó là cái triết lý của người Mỹ là phải để con tự lập. Nếu mà mẹ không có tính giống vậy thì chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rất lớn. Đúng rồi, mâu thuẫn lớn. Rất lớn là có thể, bởi vì có nhiều thứ mà em sẵn sàng để mà dường văn hóa Việt Nam. Bởi vì em đang ở Việt Nam, em có gia đình là người Việt Nam thì em hiểu điều đó. Nhưng mà có một số thứ là em không có nhường, bởi vì đó là cái nguyên tắc mà em tin vào nguyên tắc đó, và đây là con của em. Cho nên là ba mẹ muốn gặp cháu thì phải theo luật của nhà của con. Hơi cứng hả chú hả? Hơi cứng. Thì cái đó, riêng cái chỗ đó thì rất là cứng. Em thấy nhiều bạn của em á, bà ví dụ đã lấy người Việt Nam, thấy họ rất là khổ. Rất khổ. Khổ chỗ nào? Tại cái chỗ này. Cho nên là chính vợ chồng không có thống nhất với nhau thì rất là khó. Không, cũng may là hai giữa mà vợ với con rể là có một cái sự hòa thuận với nhau. Một chút chịu đựng hy sinh cho nhau để chúng ta để có một gia đình hòa thuận. Đúng rồi. Bây giờ thì cô có muốn con rể của mình thay đổi vấn đề gì đó không? Con rể tôi thì nó ham mê làm việc quá. Nhiều khi nó cũng bỏ quên chuyện này chuyện kia, không quan tâm đến vợ con, lúc nó cũng buồn. Thì tôi cũng mong là con nên, mặc dù làm việc thì làm việc, nhưng mà quan tâm tới vợ con hơn. Thỉnh thoảng dính thời gian á, đem vợ con về thăm ông bà ngoại. Vậy là gắn kết cái tình cảm của gia đình á. Anh có mong muốn mẹ vợ thay đổi điều gì không? Nói chung là thay đổi là thì cũng đang thay đổi theo ý của anh. Em thấy cái mối quan hệ giữa mẹ với lại con gái thì nó cũng có khi là có vấn đề, nhưng mà em cũng thấy là nó đang phát triển theo hướng rất là tốt và rất là tích cực. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Con rể có mong muốn gọi là tình cảm với mẹ như thế nào để tình cảm mẹ con chặt hơn không? Nói chung là con thấy được cái nỗ lực của mẹ trong cái việc gọi là cố gắng kết nối lại với con gái, cố gắng thông cảm cho một cái khía cạnh quá khác đối với tụi con. Và con cảm ơn mẹ vì điều đó. Và do nỗ lực của mẹ thì con thấy là gia đình của mình đã gắn kết nhiều hơn. Cảm ơn mẹ. Là con sẽ tiếp tục cố gắng để có thể hòa nhập nhiều hơn với văn hóa Việt Nam và thông cảm nhiều cho khía cạnh của mẹ. Nói chung là cố gắng làm sao hòa hợp nhiều hơn. Nhưng mà mỗi người đều cũng có một cái cá tính riêng, chúng ta cần có một chút hy sinh lẫn nhau, hy sinh cho nhau, chịu đựng cho nhau để bảo tồn cái hạnh phúc trong gia đình. Và một lần nữa cảm ơn hai mẹ con đến tham gia chương trình. Một kỷ niệm của chương trình xin gửi tặng. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều.